Nhận định bóng đá Man City với Hugo Overarmton. 3 giờ ngày 3 tháng 3, vòng 29 ngoại hạng Anh, chỉ cần hòa Hugo Overarmton, Man City sẽ san bằng kỷ lục 28 trận bất bại liên tiếp của chính mình. Nhưng với những gì đội chủ sân Etihad đang thể hiện, việc chinh phục cột mốc không thua là chuyện quá nhỏ. Man xanh sẽ làm tốt hơn thế, bằng cách giành thắng lợi trước Hugo Overarmton. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau khi đánh bại West Ham với tỷ số 2-1 ở vòng đấu trước, Man City không chỉ có chiến thắng thứ 20 liên tiếp trên mọi đấu trường, thầy trò Pep Guardiola còn đứng trước cơ hội cực lớn để san bằng kỷ lục bất bại của câu lạc bộ với 28 trận liên tiếp do chính họ lập ra cách đây 4 năm, từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2017. Thời điểm ấy, Man City kết thúc mùa bóng 2016-17 với vị trí thứ 3 trước khi bước sang mùa bóng 2017-18 bằng một phong độ hủy diệt. Họ bất bại hết lượt đi và bỏ xa phần còn lại tới 13 điểm sau lễ Giáng sinh để rồi cán đích với chức vô địch sớm tới 5 vòng đấu. Bây giờ, mọi chuyện không lặp lại hoàn toàn chính xác như cách đây 4 năm vì đầu mùa này, Man City bị các đối thủ bỏ xa trên bảng xếp hạng. Nhưng bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái, thầy trò Pep Guardiola bắt đầu cú tăng tốc thần thánh, với dấu mốc xuất phát là thắng lợi tưng bừng 5-0 trước Burnley ở vòng đấu thứ 11. Kể từ đó đến nay, Man City bất bại, thắng thêm 15 trận nữa trong đó có 14 trận gần đây để leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng và tạo dựng khoảng cách 12 điểm so với đội thứ nhì. Một hành trình ngày càng giống những gì diễn ra với họ trên đường đua vô địch 4 năm trước. Dông dài về mạch trận thắng liên tiếp của Man City để thấy rằng, đội bóng ấy lúc này giống như một cơn bão vẫn đang được tiếp thêm năng lượng. Sức mạnh của Man xanh bây giờ đơn giản là không gì cản nổi. Họ biến hóa vô cùng với những điều chỉnh chiến thuật đầy sáng tạo của Pep Guardiola. Họ đang sở hữu hỏa lực dày hơn bất cứ đội nào khác khi đã có tới 19 cầu thủ điền tên lên bảng tỷ số ở mọi đấu trường mùa này. Ngăn chặn Man City ghi bàn, vì thế là thách thức quá lớn với ngay cả những hàng phòng ngự tốt nhất giải, chứ đừng nói đến một Hugo Overarm từng đang thủng lưới 5 trên 7 trận gần nhất tại Premier League. Dù mới chỉ nhận về nhiều hơn cùng kỳ mùa trước một bàn thua, song trên thực tế, Hugo Overarm từng của Premier League 2020-21 đã suy yếu hơn nhiều. Minh chứng là họ thua tới 10 trận so với 6 thất bại sau 26 vòng mùa trước và rơi xuống tận thứ 12 trên bảng xếp hạng. Nguyên nhân lớn nhất dẫn tới sự đi xuống của Hugo Overarm từng là họ mất đi một trong số những họng pháo xuất sắc, Diogo Jota. Tiền đạo người Bồ Đào Nha chuyển sang Liverpool hồi mùa hè năm ngoái mang theo một phần không nhỏ sức mạnh của Hugo Overarm từng, khiến đội bóng của huấn luyện viên Nuno Santo thiếu đi khả năng đáp trả các đối thủ, không còn tạo ra sự đe dọa. Hugo Overarm từng như sói bị bẻ bớt nhanh và dễ bị đánh bại hơn. Với minh chứng chính là việc ngay đầu mùa, họ thua tan tác 1-3 trước Man City ngay trên sân nhà hôm 22 tháng 9 năm ngoái. Cần biết rằng, đấy mới là chiến thắng đầu tiên của Man City trước Hugo Overarm từng kể từ tháng 1 năm 2019. Một Hugo Overarm từng gây ra không biết bao rắc rối cho Man xanh có lẽ phải rất lâu nữa mới trở lại. Dù đội bóng này vừa thắng 2 trong 3 trận gần nhất tại Premier League thì những kết quả ấy vẫn là quá ít để chứng minh điều ngược lại, nhất là khi nạn nhân của họ chỉ là Southampton và Leeds. Đã vậy, nếu tính từ đầu năm đến giờ, Hugo Overarmton cũng mới chỉ có 3 chiến thắng, còn lại thua 3 và hòa 3 trong 9 trận Premier League. Đặt thành tích ấy trong tương quan so sánh với mạch 20 chiến thắng liên tiếp của Man City trên mọi đấu trường, ai cũng có thể nhận thấy nguy cơ thua trận lớn thế nào với Hugo Overarmton ở chuyến làm khách đến Etihad đêm này. Dự đoán Man City với Hugo Overarmton 3-0.